lên xin các lại mong gửi đến nơi tay đàn luôn sơn đi đau đớn lòng mỗi tình yêu mến thầm đâu ngờ xuôi tiếng tóc được mà người không buồn chia đôi lối thua chờ đông ngồi thương số thân nơi đây là mái tóc của em còn đượm mùi chung thủy tay cho anh để làm kỷ niệm buổi chia em những tưởng nước cùng mà anh xây rồi bên thuyền đuôi phải cầm đành kêu ra hồ tăng từ lúc chia tay em trở lại chút gia trang là ngày cách biệt em biết nói gì cho vơi bớt khổ đau khi quốc kỳ nghẹn dâng trào lòng trong hơi thở nhìn mái tóc của em mà anh tưởng chừng như đây quan nghiệt như sắp liệm hồn anh xuống như đáy quyệt muôn đời một đáy quyệt âm u chia nghe cách như hai tâm hồn còn đâu nữa những ngày thơ mộng anh cứ ngỡ em là một cây đấng nam nhi nào hay đâu khi hiểu ra em là một tiểu thơ đài cát anh cảm thấy mình như đang sống trong mơ thả mộng hồn theo dạng ý tình anh đài ơi những tưởng cùng em đắp xây lầu hoa mộng nuôi canh chim bằng khắp bể rộng trời cao có muôn hoa đua sắc khoe màu ngàn chung thủy đắp xây lầu hạnh phúc duyên nợ đã lỡ rồi xin hẹn lại kiếp lai sinh mai em sẽ làm dâu nhà họ mà cho tiểu đào ơi song thân trời chúc anh đài ơi ngày mai đây em sẽ bước lên kiểu hoa về làm dâu nhà họ mà để chôn lấp tình ta xuống tận chốn diêm đài đây là vuông khăn nghi thấm nhuộm máu đào những giọt máu từ trong tim ấy anh sẽ nhờ người trao lại cho em anh đài ơi từ đây đôi ngã cách xa ngàn đời vĩnh biệt vui năm đất quan anh ôm sầu vạn kiếp để khóc cho tình lương như sơn ba chúc anh đài
chân khóc đồng suốt mấy đêm. Cùng với khi nghe người ta dân lễ tới đây xin cưới nàng, đã đau lòng thêm nỗi khổ mồ thân, thương người bạn cũ xa tràn còn nằm kia. Ngài vô quy mặt trong áo khôi, nàng dâu muốn khóc người ta vẫn vô tình. Họ vẫn vô tình rẽ chia đời đôi ngả, chưa kẻ trần gian âm cánh đôi miệng. Anh Đài ơi, từ đây em muốn gặp anh Hải ra ngoài nghĩa trang tiểu lộ, nơi anh gửi năm thương tàn chúc lương duyên hằng ngàn đời không phai. Ngồi nhớ lại những ngày dĩ dàng, thở tôi còn thay trắng đôi mươi, mẹ cha cho ăn học tôi lại biến lười, mà tôi chỉ thích vui cười lếu lòng. Hễ mỗi xóm tân sương là tôi lo chạy đầu đánh bóng, quần áo xé xua rồi nhầm nhầm ra đường. Một hôm tía tôi nổi giận tay ống xách cái ba toan mà miệng kêu phố này dân xa, mày về đây cho tao biểu tại sao mày lớn rồi mà không lo học nghề học nghiệp gì, đằng sau này mày nuôi vợ nuôi con. Tôi liền trả lời ôi hơi đâu mà tía lo cho nó mệt, hí trời xanh trâu thì xanh cỏ, khi tôi còn nhỏ tía má nuôi tôi, lớn lên có vợ thì vợ tôi nó nuôi tôi, nữa già có con thì con tôi nó nuôi tôi chứ lo gì. Tưởng đâu nói thế là im, chớ ngờ đâu ổng trưởng vô đầu tôi mấy cái ba con như trời lòng đất lòng. Đó rồi tôi bỏ nhà ra đi và định làm đơn thưa ổng về cái tội đánh con bất hợp pháp, và buộc ổng phải đền tiền danh dự cho tôi để khỏi mất mặt với mấy thằng bạn ở trong làng. Nhưng nghĩ đi còn nghĩ lại sợ làm như vậy họ nói mình là nghe đứa con bất hiếu ngang tàn, nên tôi mới viết gửi ổng một lá thơ nói rằng cho tía hai nghe. Tôi nhịn tía một lần đó, nhưng mà từ rài sắp lên tía nên nhớ bỏ lối đánh con bất hợp pháp đó đi, nếu còn tôi sẽ đưa ra tòa ly dị tía. Tưởng viết thơ về hăm dọa như vậy ổng sẽ ngán mình chớ, ai về đâu ông nội trần lối đình đi tìm tôi bất kể ngày đêm. Kể từ đó tôi với ổng như là mặt trời với mặt trăng, hễ tôi mà nghe tin á ông tới xài còn tôi lòn vô chờ lớn, ông vô chờ lớn tôi thẳng trớt ra dũng tàu, ông ra dũng tàu tôi nhào về chú ý, ông lên này chú ý tôi xì xuống giường lại, ông xuống giường lại tôi bay qua bà quẹo, ông lên bà quẹo tôi sẽ quang thị nghe, ông quang thị nghe tôi te quang bà chiếu, ông quang bà chiếu tôi rỉu xuống cầu hàng, ông xuống cầu hàng tôi mang vô xóm củi, ông vô xóm củi tôi lủi về Bình Đông, ba tôi kiếm chẳng được tôi ông về đăng quảng cáo từ tôi trên nhật. Kể từ đó tôi chuyên sống nghề thất nghiệp đi lang thang theo xóa chợ đầu làng. Một hôm tôi đến Tân An thấy
họ để bạn cần người tâm khẩu. Thật ra tôi không biết tâm khẩu là cái nghề chi, nhưng cũng xin vô làm đại mong kiếm tiền lương để sống tạm qua ngày. Đến sáng hôm sau bà chủ đưa tôi 500 mà dặn bảo tôi rằng: này anh bếp, anh hãy ra chợ mua đồ nấu một bữa cho thật ngon, đặng trưa nay có khách. Trời đất, họ giờ tôi có biết nấu ăn nấu uống gì đâu. Thôi thì túng cùng tôi làm đại, tôi đi mua nào là thịt heo, thịt bò, thịt trâu, thịt chó, cá mắm, tôm tép, xạ nghệ gì nấu chung cho một chảo. Trưa khách đến đông đủ tôi bưng lên, mỗi người ăn vô một miếng, ai nấy cũng nhìn mà tôi mà mấy mặt nhăn mày. Liền kêu tôi lại hỏi: ê anh biết, anh học sách nấu ăn này ở đâu đây? Tôi tin chắc là mình nấu ngon, ông hỏi để khen. Tôi liền trả lời: dạ dạ, tôi học bên thị sĩ và có bằng chứng chỉ bên Tàu. Tôi nói vừa dứt, ông liền chụp cây hèo cợn tôi mấy cái làm cho lỗ mũi ăn đầu. Ông còn nói: anh nấu ngon quá hèo, tôi thưởng anh đó, giờ mời anh mau lui ra khỏi nhà tôi. Tôi liền trả lời: dạ thưa, được được, không có chi, không có chi. Nói dứt ôm gói ra đi, mà nghe ổng chửi bả như vậy: bà tin thở ở bên tây nên bà mới bước về đây nóng xà bần. Rồi tôi mới sang qua cái nghề thiến heo. Nói thiệt với bà con nghe nghe, bởi vì thất nghiệp nên tôi mới ẩu, chứ sự thật hồi nào tới bây giờ tôi có biết thiến heo thiến chó gì đâu. Tôi còn nhớ một hôm nọ, bà đó bà kêu tôi thiến giùm một con heo cái. Bà nói dòng thứ heo cái đúng lứa rồi thì phải thiến, chứ không thiến nó cứ bỏ chuồng đi sành sạch tối ngày sáng đêm không ai chăn lại. Bà nói dứt tôi liền ra tay. Ban đầu con heo còn la ác ác, tôi thiến một hầu nó chết ngổm cô đeo. Tôi đang kinh hoàng chưa biết tính sao, thì lẽ như chớp bà chủ nhảy đến yêu lừng tôi mà miệng ba la la. Tôi biết giờ hiểm nguy đã đến nên tóc bà một xô té ngửa, tôi liền co giò tàu.